Aqua Biotech là một doanh nghiệp tác động xã hội, biến những phế phẩm nông nghiệp, những rác thải hữu cơ, những vỏ trái cây trở thành những sản phẩm gia dụng trong gia đình, tẩy rửa trong gia đình. Như các bạn đã biết rằng là các cái phụ phẩm nông nghiệp ở Việt Nam chúng ta là rất là dồi dào. Cái nguồn rác hữu cơ cũng rất là lớn ở các cái đô thị lớn ở Việt Nam mình nói chung. Đứng trước một cái thực trạng như thế thì team Fuwa mình đã nghiên cứu trong suốt những năm từ 2016 cho đến 2018 để mình biến những cái thứ mà nó tưởng chừng như bỏ đi đấy thành những cái sản phẩm có giá trị cho xã hội. Và cuối cùng là mình dừng lại ở một cái sản phẩm, đây là nước tẩy rửa. Ở tất cả mọi nơi, trong tất cả các cái gia đình, tất cả nhà máy, xí nghiệp, chúng ta đều dùng nước tẩy rửa hết. Từ nước rửa chén, nước lau sàn, nước giặt, vân vân. Chúng ta dùng mọi nơi, mọi lúc. Đấy. Và mỗi một năm, chúng ta tiêu thụ ở Việt Nam mình là gần 4 tỷ đô. Tuy nhiên là cái dòng chảy tài chính đấy nó rơi vào những tập đoàn lớn của thế giới. Với công nghệ Anthem Technology mà Fuwa hiện tại đã nghiên cứu và áp dụng vào các sản phẩm của mình từ 2019 cho tới nay với 7 sản phẩm khác nhau và đang được đánh giá rất là cao. Không những nó tẩy rửa hiệu quả mà nó còn giúp cho cái việc là những cái người bị zin da cơ địa hoặc là những người có vấn đề về da tay. Bên cạnh những cái sản phẩm thuần túy, bọn mình triển khai những cái chương trình Diffuse gửi đến một cái thông điệp cho người tiêu dùng là gì? Hãy đem chai nhựa tới với Fuwa. Fuwa sẽ đổ đầy những cái sản phẩm tẩy rửa cho các bạn. Các bạn sẽ có một sản phẩm xanh, các bạn sẽ có một sản phẩm sạch, các bạn sẽ tiết kiệm được chi phí. Và quan trọng hơn là chúng ta đang cùng nhau góp phần để cải tiến môi trường. Trong cái hành trình Fuwa đến ngày hôm nay thì bọn mình đã trải qua rất là nhiều những cột mốc. Trong đấy có những cột mốc đáng nhớ đầu tiên. Đấy là cái chuyến hành trình 2017 khi bọn mình tìm hiểu cái mô hình của bên Thái Lan. Đấy là cột mốc đầu tiên. Cái thứ hai ấy là 2018 khi bọn mình đã thực hiện một cái điều tra trên mẫu khoảng 1.000 người để mà đánh giá cái tác động của những cái sản phẩm mẫu thử của Fuwa và được feedback, tỷ lệ feedback tốt. Thì đấy chính là cái cơ sở, là cái động lực để sang đầu 2019 mình thành lập doanh nghiệp. Cái do quan trọng thứ ba ấy là chính là 2020 bắt đầu triển khai hệ thống phân phối ra toàn quốc thì mình đạt được một cột mốc là 300 đại lý phân phối trên toàn quốc. Thì đấy là một cột mốc mà rất đáng ghi nhận đối với cái hành trình của Fuwa. Và cái cột mốc cuối cùng đấy chính là 2021 này thì bọn mình đã quyết định đầu tư xây dựng một cái nhà máy trên một cái nền sàn khoảng 3.000 m² để tạo điều kiện sản xuất nó chuyên nghiệp hơn, nó quy mô hơn để cung cấp được nhiều sản phẩm chất lượng hơn cho thị trường. Triết lý quan trọng nhất mà để cho doanh nghiệp vận hành chính là sự bình đẳng. Sự bình đẳng ở đây nó thể hiện từ cái bên trong và bên ngoài tổ chức. Đối với bên trong thì tất cả mọi người đều là những cái co-founder. Những người thực sự là tham gia Fuwa, bọn mình đối xử như một co-founder, mình bình đẳng trong mọi việc. Đối với bên ngoài, đấy chính là sự bình đẳng giữa lợi ích của công ty, giữa lợi ích của khách hàng. Và quan trọng nhất là bọn mình đối xử với cả môi trường một cách bình đẳng. Thì đấy là cái triết lý của Fuwa đang hướng tới. Chúng ta chưa phải là doanh nghiệp to, chúng ta chưa phải là doanh nghiệp giàu, chúng ta chưa thành công. Nhưng chúng ta hãy đặt nền móng cho cái việc tác động xã hội ngay từ đầu, ngay từ những viên gạch đầu tiên chúng ta đã nghĩ đến tác động xã hội rồi. Vậy đưa tác động xã hội vào trong tầm nhìn và đưa tác động xã hội vào từng hoạt động một của doanh nghiệp của mình. Thì đối với mình như thế mới gọi là tác động xã hội.